với diện tích khoảng 50 hecta, trong đó có 20 hecta rừng tràm nguyên sinh thuộc hai xã Mỹ Hiệp và Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Được hình thành từ năm 1960, Xẻ Quýt là căn cứ thời kháng chiến chống Mỹ của tỉnh ủy Đồng Tháp. Ngày nay, nơi đây đã trở thành một khu du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước. Để khám phá các điểm tham quan của Xẻ Quýt thì chúng ta có hai cách. Một là đi theo những con đường mòn, hai là di chuyển trên những chiếc xuồng như thế này. Thả mình vào dòng chảy của thiên nhiên hoang sơ, lắng nghe âm vang của tiếng chim, tiếng nước róc rách. Nhiều cây tràm sừng sững với tuổi thọ hơn 30 năm vươn cao giữa trời, cùng với hệ sinh thái dây leo bám quanh xanh rờn, khiến du khách như được lạc vào một vùng thiên nhiên trù phú. Tại khu di tích Xẻ Quýt này thì có trên 170 loài thực vật và động vật, thì có khoảng 200 loài động vật hoang dã và bò sát. Trong đó thì có 13 loài động vật có xương sống được ghi vào sách đỏ của Việt Nam vào năm 1992 như là rắn hổ mang, cái ét mọi, cá lăng chiên, nhan điển và nhiều loài khác nữa. Cảm giác tự hào về một vùng căn cứ oanh liệt của quân và dân Đồng Tháp sẽ tới với bất cứ ai khi tận mắt chứng kiến những công sự cá nhân, công sự chiến đấu, những ngôi láng, hầm trú ẩn hay những bãi ngù tử địa có gài lựu đạn chống trực thăng đổ quân và xe tăng bộ binh càn vào căn cứ. Đến những khu di tích lịch sử như vậy thì mình khám phá được nhiều cái thực tế hơn, giúp mình tiếp xúc thật với những cái gì mà ông cha ta đã trải qua để mình hiểu nó. Có những hình ảnh mà chúng ta là không thể nào mà quan sát được trên sách vở, mà chúng ta phải quan sát ở thực tế. Ở đây là những cái điều kiện nó rất là khắc nghiệt và ông cha mình phải trải qua rất là cực khổ. Sau chuyến đi thì các bạn có thêm kỹ năng sống, gắn kết tình đồng đội, thêm yêu quê hương đất nước mình, thêm tự hào về những trang sử vẻ vang của đất nước. Ngoài khu căn cứ kháng chiến, Xẻ Quýt còn làm say lòng du khách với khu du lịch dã ngoại rộng 25 hecta, tạo thành một khu liên hợp với nhiều trò chơi dân gian mang tính giáo dục và trải nghiệm thực tế thú vị. Ẩm thực cũng là một điểm thu hút du khách không kém khi đến với Xẻ Quýt. Các món ăn đặc sản miền sông nước thời Cảnh Quan chắc chắn sẽ khiến chúng ta rất khó quên một khi dùng thử.